bạn, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về con mồi Minao mới. Đây là con Kingdom 5332. Đây là mã của nó đây. 5332, dài 95mm và nặng 11,7g. Mã màu là N05. Floating là ném ra nó sẽ nổi trên mặt nước. Ném ra mình không quay, mình để yên á, thì nó sẽ nổi trên mặt nước và nó lặn từ 0,2 tới 0,5m. Là từ 2 tấc 5 tấc ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về con mồi này. Kingdom 5332 là một con mồi dòng Minao lặn cạn thích hợp với các địa hình mà đáy vướng á, thì mình sẽ đánh con này. Nó lặn cạn sẽ câu chẽm hồng miêu nhồng hay là một số các loại cá nước mặn, nó rất là phù hợp. Bên trong nó sẽ có bi. Đây mình lắc các bạn nghe. Bên trong nó sẽ có bi. Có bi nhiều ha, khoảng 2-3 viên bi. Đây mắt nó sẽ là mắt đỏ 3D. Mắt đỏ trong 3D thì nó sẽ kích thích cá chẽm. Cá chẽm rất là, mình thấy đa phần cá chẽm nó rất là thích một số con mồi màu đỏ, mắt màu đỏ ha. Con mồi mắt màu đỏ và đầu đỏ này nè, mình trắng nữa. Thì cái màu trắng này thích hợp như thế nào? Thì cái màu trắng này thích hợp đánh ở cái môi trường mà nước màu vàng đục. Màu vàng đục, khi mà màu trắng nó xuống màu vàng đục thì màu trắng nó sẽ nổi hơn, giúp con cá nó phát hiện ra. Nếu như các bạn quăng màu đen xuống thì nó sẽ bị chìm màu. Cái màu đen nó sẽ bị chìm trong cái màu vàng đục. Lưỡi được trang bị là lưỡi VMC mã 9050. Thì cái lưỡi này là độ cứng 1x ha. Thì như các bạn câu thì như mình khuyên thì sau khi sử dụng một thời gian thì mình nên thay lưỡi BKK 3x vào. Lưỡi này thì mình thấy là lưỡi size số 6 đó. Đây. Con 5332 này thì nó có cái lưng gù như cá chẽm vậy đó. Các bạn nhìn đi. Như ngắn 1 phút giờ đi thì các bạn sẽ thấy nó như cá chẽm con vậy. Đó. Màu rất là đẹp, màu này là màu trắng ngọc trai. Và nhìn kỹ thì nó sẽ có lấp lánh, các bạn thấy không? Thấy nó có lấp lánh ánh lên không? Thì cái phần lấp lánh này là cái hologram decal, người ta dán lên. Cái hologram này nó sẽ mỏng hơn cái decal bình thường mình dán cho xe, dán cho điện thoại gấp 10 lần rồi. Nó rất là mỏng để nó không bị ảnh hưởng tới action của mồi. Và hãng Kingdom này làm mồi action rất là chuẩn và đẹp, rất là đẹp luôn. Vì cái kinh nghiệm làm mồi của hãng Kingdom này hơn 50 năm rồi. Đây. Thì của con này là thì lặn cạn. Thì nhìn thì nó cái góc bẻ của nó hơi sâu, nhưng mà nó sẽ lặn cạn. Nó lặn cạn khi nó có hai action cơ bản là như các bạn ném ra, các bạn quay bình thường nó sẽ lắc người, nó lắc đuôi theo. Lắc người lắc đuôi theo. Còn khi mà các bạn đánh, các bạn gạt chuối xuống thì nó sẽ chuối xuống và nó lắc cái đuôi theo. Cứ gạt cái chuối xuống nó lắc đuôi theo, nó nổi lên từ từ, gạt xuống chuối theo đó, các bạn thấy như thế. Thì nó action của nó rất là đa dạng tùy theo cách đánh của mỗi người.